Hội nghị thượng đỉnh ngành tôm Stream Summit 2023 do Trung tâm Thủy sản có trách nhiệm, Liên minh Thủy sản toàn cầu, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội nghề cá Việt Nam đồng tổ chức với sự tham gia của hàng trăm đại biểu trên thế giới. Hội nghị hướng tới giải quyết những thách thức nghiêm trọng mà ngành hàng tôm ở châu Á và trên toàn cầu đang phải đối mặt, từ sản xuất trì trệ đến vấn đề đảm bảo sinh kế cho người nuôi tôm, với trọng tâm xuyên suốt là tính bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, ngành tôm Việt Nam với nhiều những mô hình nuôi tôm ở quy mô nhỏ, cơ sở vật chất, trang thiết bị không lớn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các chương trình cải tiến đa dạng có thể hỗ trợ tốt hơn cho các trang trại nhỏ, nhất là việc kết hợp những hộ nhỏ này thành các cụm để nâng cao hiệu quả trong việc mua bán sản phẩm, chất lượng sản phẩm, định giá hợp lý và tiếp cận các thị trường cao cấp. Điều này đã được chính các diễn giả đến từ Việt Nam nêu ra tại sự kiện. Mô hình cho cái chương trình cải thiện nuôi trồng thủy sản kiểu mẫu mà chúng ta có thể nghĩ tới, nơi mà những cái người nông dân nuôi tôm nhỏ lẻ có thể tham gia vào, chúng ta phải kể đến cái vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo về cái chất lượng của cái nguồn nước, quản lý dịch bệnh cũng như là các cái chính sách mà giao đất rừng cho người nông dân họ sản xuất và canh tác. Về các cái đối tác thúc đẩy chuỗi, tôi nghĩ là có thể là các cái chương trình cải thiện nghề nuôi cho phép cái thị trường thừa nhận các cái chương trình nuôi cải thiện này, các cái tổ chức phi chính phủ có thể giúp nông dân trong cái chuyện xây dựng các cái kế hoạch kinh doanh để mà làm sao nông dân có thể tiếp cận được với các cái nguồn vốn vay. Về phía nông dân thì họ sẽ mang đến cho người mua hàng của họ những cái giá trị nguyên bản, cái tinh thần của cộng đồng. Hội nghị cũng đưa ra những thảo luận về các cơ sở dữ liệu sản xuất của các nhà sản xuất lớn trên thế giới, đồng thời dự báo sản lượng dự kiến trong các năm 2023-2024, cũng như đánh giá nhu cầu ở các thị trường lớn bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó là những nội dung về quản lý dịch bệnh mới nổi ở châu Á và châu Mỹ, đề xuất các phương pháp phát hiện và kiểm soát dịch bệnh, các giải pháp nhập khẩu tôm bố mẹ để đảm bảo chất lượng nuôi tôm giống, cũng như vấn đề về xử lý và tái sử dụng nước tại các trang trại nuôi tôm siêu thâm canh, nhất là việc giảm thải về lượng khí thải carbon trong thức ăn do tôm tạo ra cần được quan tâm đặc biệt. Thức ăn cho nuôi tôm, chúng ta cần tạo ra những mối quan tâm của mọi người trong các mục tiêu về lượng khí thải carbon của ngành này so với những ngành khác. Cần đặc biệt quan tâm đến quy trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản phẩm thức ăn cho tôm, từ quá trình sản xuất cho tới khi sản phẩm được sử dụng và tạo thành các loại chất thải, phải làm theo các cơ sở dữ liệu được xây dựng qua các phương pháp khác nhau. Cần nghiên cứu những loại thức ăn cho tôm sử dụng côn trùng, các loại tảo hay những nguyên liệu hữu cơ chi phí thấp để giảm tải ô nhiễm. Cần cải thiện nhận thức của công chúng thông qua công tác truyền thông. Theo tôi nghĩ, chúng ta cần xem xét yếu tố luật pháp để cho phép thực hành an toàn trong thức ăn này. Cần có một đánh giá bền vững toàn cầu được chấp nhận trong ngành, thể hiện tính minh bạch và có thể theo dõi được. Trước đó, các khách mời, đại biểu, diễn giả trong hội nghị thượng đỉnh ngành tôm đã có chuyến tham quan trang trại tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh của công ty Minh Phú và một số hoạt động tham quan khác để hiểu rõ hơn về hoạt động mà ngành tôm Việt Nam đang làm. Có thể nói, những vấn đề cho ngành tôm được nêu ra tại sự kiện đều mang tính chiến lược, dài hạn là nhiệm vụ cần làm sau này. Nhưng có một thực tế đang tồn tại, nhiều hộ nuôi tôm nhỏ lẻ hay các doanh nghiệp lớn đang thiếu vốn để sản xuất. Trong bối cảnh thị trường đã có tín hiệu khởi sắc lại khi có thêm đơn hàng, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp hiện rất mong chờ những chính sách từ chính phủ và các bộ ngành sớm được triển khai để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khơi thông nguồn tín dụng. Để có tiền thả nuôi vụ mới, nhiều người nuôi tôm đang liên hệ với các ngân hàng để có thể tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi. Nếu như nông dân cần vốn để duy trì nuôi trồng, thì doanh nghiệp cũng rất cần vốn để thu mua nguyên liệu, phục vụ chế biến. Mùa thu hoạch tôm đã bước vào chính vụ và doanh nghiệp phải tăng sản lượng thu mua. Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm trợ lực từ dòng vốn ngân hàng để tăng cường thu mua nguyên liệu lúc này. Được nhà nước hỗ trợ thì những cái nguồn vốn đó thì bà con sẽ tập trung đầu tư nuôi lại những cái vụ mới để mà đón giá cho những cái dịp cuối năm mà những khi mà cái thị trường xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu có tín hiệu tốt. Có cái nguồn tiền lãi suất thấp thì chúng tôi sẽ tăng cường cái lượng dự trữ và sẽ tăng giá mua cho bà con nuôi tôm, giúp bà con có cái điều kiện để tiếp tục duy trì cái sản xuất của mình. Một vài ngân hàng thương mại nói là có cái gói ưu đãi, tuy nhiên là vẫn chưa đi vào thực tiễn.
và chúng tôi rất là mong cái chính sách này nó sớm xảy ra, nếu không thì vài tháng nữa thì cũng không còn ý nghĩa nữa, lúc đó thì nó cơ hội nó đã qua mất. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng cho vay thủy sản lâm sản, với tổng số vốn đăng ký là 15.000 tỷ. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam ưu đãi giảm 1-2% so với lãi vay bình quân cùng kỳ hạn, thời gian triển khai đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau. Thời gian cho vay nó phù hợp với cái chu kỳ sản xuất của từng đối tượng. Ví dụ như là khi mà thả tôm thì 3 tháng rưỡi, một năm 3 vụ. Mà nếu chỉ cho vay chưa được một vụ thì sẽ rất khó. Các hộ nuôi, các hợp tác xã mà liên quan đến tài sản đảm bảo, liên quan đến cái gọi là cái công cụ đánh giá rủi ro ngân hàng là dạng bớt nó đi thì họ mới sẽ tiếp cận được nhiều hơn cái nguồn tín dụng từ ngân hàng. Những năm vừa qua, ngành tôm đã đóng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Tuy có những đóng góp lớn nhưng lao động ngành tôm, người nuôi tôm đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Do đó, thông qua hội nghị thượng đỉnh ngành tôm, Việt Nam kỳ vọng sẽ kết nối, hợp tác được nhiều hơn nữa, nhất là các tiến bộ khoa học trong sản xuất con giống, thức ăn, quản lý môi trường, dịch bệnh, quản lý nguồn nước, các công nghệ mới. Cùng với đó là học thêm các mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ vừa có giá trị cao, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.